ở đoạn đầu Cassidy, tôi vừa nhớ là Cassidy được úp một chút máu để có thể đi đường tốt hơn thì phải, nhưng mà đi đường với một những vật lý như là Yone thì khó. Và sau lại ui, nhưng mà sang khu vực đường trên này mất máu nhiều quá, mất hai phép bổ trợ thôi xong rồi, chắc chắn là lấy bảng điểm số. Một tình huống lấy được first blood và tốc biến đến từ vị trí của Tomeru. Anyway tốc biến lên thôi chắc chắn ra quang rồi, đi luôn, không còn cái điều gì để nói nữa. Bạn không thể sống. Thông minh đến từ người chơi được hỗ trợ của Đức Kinh, nhưng đáng tiếc là điều vùng nằm thư tay của hỗ trợ thì nó không triệt để lắm. Anyway, không có tốc biến bởi vì anh ta đã dùng tốc biến trong pha trước đó rồi. Heaven có lẽ sẽ vẫn là bản điểm số mà thôi, khi mà thiêu đốt của Ari đã kịp thời xuất hiện trên đầu của anh ta. Vẫn tiếp tục lăn bộ ấn từ Ari ngay tức siêu hùng dáng thế, cũng như là siêu hùng dáng thế bật lên. Và thì Ari đi vào cái góc này, tiếp tục tốc biến sang phía bên kia bức tường. Ari ván này lủi hơi tốt nha, chiêu cuối tung ra không quá đẹp, nhưng Haru vẫn sẽ có mạng trong tình huống này. Và Sun bị cân đầu vân thẳng vào đầu, ra quang phân tâm ra một gậy nữa thôi, một bổ vào đầu và Sun tiếp tục nằm xuống. Sẽ là lợi thế được quăng ngược trở lại cho bên phía của Song Cho Esports. Bắt đầu tìm lại chính mình rồi, vừa nãy là bị Roster Wild nhập rồi, bây giờ New King đã trở lại. Và Haru ăn cái sóng âm này cũng rất nguy hiểm nhá. Anyway vẫn còn trong mình đó, độ lắm cứ nhập phía bên này thì Heaven đã trở lại rồi, anh ta sử dụng chiêu cuối rất đẹp. Không, đó là sử dụng cho mình, đó là cái đồng hồ mất cả siêu bom địa ngục nữa. Nhưng khiến New King vẫn đánh được, họ vẫn còn tới ba cái chiêu cuối cực kỳ quan trọng, đó là cái đoạt mệnh, đó là cái lốc xoáy tốc biến vào bắt được vị trí Anyway. Anyway vẫn chưa ngửa, tiếp tục là một tình huống đoạt mệnh không tốt thì từ vị trí Heaven chả trúng ai cả, siêu địa ngục siêu nhà đấy lần này cũng chả trúng ai cả. Hai bên đánh nhau rất loạn, đánh nhau tất cả mọi phương diện nhưng vẫn chưa ai nằm xuống cả. Ở phía bên kia Eri bật đồng hồ rung động và người đầu tiên nằm xuống của chúng ta đó là chủ tịch Koya cùng người đồng đội Jinro. Để lên với những tình huống rộng là chán Duran của mình, một thứ thùng rượu nổ rất đẹp mắt. Này xong rồi thanh trụ luôn, như anh ta là cũng là một con gái lô thuần chống chịu chứ đâu phải là con gái sức mạnh phép thuật đâu. Đứng che ba người đối phương không cho ra luôn. Đau hơn siêu bom được tung vào đoạt mệnh vẫn trượt, nhưng mà con rồng tiếp tục xí mũi một lần nữa và Heaven có thêm một mạng và đó chiến thắng 1-0 dành cho New King. Luôn luôn sẽ đứng ngoài ầm chiêu của Jinro, và Jinro sẽ chỉ có thể dùng nội hỏa để đẩy lính. Chắc là phải kết hợp nhiều sức này, phải lao rồi thì chói này, thì không thơm rồi. Tôi nghĩ Sun không biết đâu, Sun chỉ đang Sun chỉ đang đợi lính thôi, anh ta không biết cái gì cả. Và cái xe chỉ luôn kim lần này nó không thể trượt được, và đó là chiến công đầu rất đơn giản này, chiều rất lâu những tình huống xử lý cá nhân. Và đây là một pha khiêu khích được tới hai người đến từ vị trí xong Meru nên sử dụng siêu giáng thế trước khi nằm xuống đi. Anh ta đang bị găm trong bị đại thử thắt trên đầu rồi, và chiêu cuối Kama rất đẹp. Nhưng bên phía của New King nhiều sát thương hơn, Haru còn phun máu ở phía bên này. Heaven và Jin đang chờ đợi thời cơ để có thể lao lại bật Dương Lam bất bại lên để chạy từ vị trí của Jin. Và nhìn chung Haru không bị ai động vào, lượng sát thương anh ta gây ra là khá nhiều. Ôi bắn ra tốc độ. Ôi một tình huống phải tốc biến ngay đến từ Sun làm gì đấy, Sun lao thẳng vào giữa đội đối phương. Lần này chiêu của Kama vẫn là rất đẹp và hai đang bật đồng hồ rung động. Đó là vị trí của Heaven, Heaven đã phải nằm xuống rồi. Dòng lửa được cướp bởi bên phía của Sang Trơn và bên phía của New King. Mất hết trong pha này rồi, mất cả Riven, mất cả con dòng lửa. Một tình huống 1-1 mà thôi, nhưng mà Sun tầm này đổ thì được. Sun cũng không phải là một con tướng quá xanh, nó buộc lòng phải hạ gục Sun mà thôi. Bây giờ rõ ràng là không ai có thể đép được to vị trí của Jaguar. Jaguar đang free ở khu vực đứng dưới để đẩy vào những cái trụ. Ôi một tình huống vòng vây độ kiếp giữ chân hai người bị làm trói từ vị trí của Jin. Anh ta đã cực kỳ thấp máu và có lẽ sẽ bị xuất đào trong tình huống này. Anyway là người có được cái mạng của anh ta, tiếp tục một người kẹt lại ở đây rồi, và sẽ là Heaven. Heaven vẫn tốc biến đi được, trong khi đó Kama đang muốn làm một điều gì đó với bớ của New King, nó đang tỏ ra rất fail. Và con Baron này chắc chắn sẽ được ăn thôi. Tôi không biết rằng Giao Hoàng, Heaven và Haru có thể làm gì được. Bật rồi luôn cả thần cá sấu lên lao vào đánh nhau. Heaven cũng bật kiếm cổ ngữ lên và rất cháy tình huống 3-5 và ai sẽ ăn được Baron đây. Baron được trừng phạt và nó giữ lại bên phía xanh trơn rồi. Họ có trừng phạt cuối vào đầu của Song Meru, liệu rằng có phải sự lựa chọn chính xác hay không đây. Bị trói lại và anh ta bấm đồng hồ cát. Hơn người. Nhưng bây giờ thì liệu rằng ui Jin anh ta chết ngay lập tức trước một tình huống công lý để Marcia. Có vẻ như Sun ở trong ván thi đấu này là một đặc vụ gầm rồi, đã buộc thuộc về vị trí của Anyway. Heaven đang lên tiếng nhưng từ phía sau là một cú bọc đầu đến từ vị trí của Anyway. Anh ta bấm đồng hồ cát, vẫn còn đồng hồ cát ở đây. Jin rồi bị gõ chết bởi vị trí Heaven rồi. Anyway vẫn đang được chơi ở trong ván thi đấu này. Và thôi rồi, họ mất 3 người tạ đi đến hồi kết rồi. Ai bây giờ chỉ biết trách Jin thôi. Con que của anh ta lao thẳng vào giữa đường đối phương, còn không có đồng hồ rung động được bật lên nữa. Và tình huống phòng thủ cuối cùng không thành công, chắc chắn là không chặn được đến nỗi tần nhiệt rồi. Nhưng mà phần nhiều thì cũng sẽ chặn được sức sát thương đến từ con máy Cocky, tôi nghĩ cũng đủ để cho Jinro được sống. Và đặc biệt là cái nội tại của mình, trong khi đó ở đây sứ giả có lẽ sẽ thuộc về các thành viên của Song Chôm một cách đơn giản. Không chậm đấy, không đơn giản lắm nha.
một tình huống tràn vào thảm lửa được căng ra. Họ về được ai hay không đây, sứ giả thì cũng đã thuộc về các thành viên của Song Chôn rồi. Họ lấy được một đẻo gục của Haru, bắt đầu xuất hồn đặt bệnh các kiểu các thứ lên nhưng chưa có mạng. Bây giờ một người kẹt lại, đó là Song Điện, là chắc chắn là một người chơi móc này sẽ phải đi về. Họ móc vào đó là một con mật tối kiên cường có được vô ngưng động luôn, vẫn còn băng địa chấn. Nhưng anh ta đang phải nhập vật trước cái chém gió rồi. Heaven sẽ phải trả giá đoạt bệnh chúng tới ba người nhưng không có sát thương nào mồi thêm cả. Haru hơi rén, Haru đứng rất xa. Haru có tốc biến, anh ta có cả kiệt sức nữa, biến mất. Quay trở lại trả sát thương đến từ vị trí của Heaven. Ra quang chống chịu là khá ổn ở đây nhưng băng địa chấn được trải ra chúng hai người. Tiếp tục là một tình huống căng được cho mình. Cuối cùng một đối tượng rất đẹp, Jinzo đang free shot ở đây. Heaven còn cực kỳ chấp máu, đắp một kill tượng về vị trí của Choi. Sun đang được chơi thoải mái trong ván thi đấu này và Song Blue đang phải cố gắng để chuồn về. Một tình huống lấy mạng thành công được vào vị trí của Haru nữa. Như vậy không thành công. Đường dưới, đường dưới. Đường dưới rồi, con Gare là kinh rồi. Nhưng mà đường dưới thì lỗ tần biến hấp trong hai người. Heaven dính băng địa chấn, tốc biến lên đánh thừa không đủ sát thương từ Eri. Xong bên này thì chắc chắn là ngửa rồi. Nhưng mà Eri không lấy được mạng. Một điểm nữa đây. Một đòn này chứ. Trông rất khó chịu. Trời ơi, những tình huống giật đuổi rất là gay cấn. Làm gì đây? 5 người, ai đây? Đây trên bản đồ thì người bị giữ lại là vị trí của Anyway. Anyway outplay của đối phương. Và đây là một thế rất đẹp để lắc bắn cầu tối thiểu chúng tới 3 người. Phát thương của Z cũng như là lắc nó tung ra chúng tất cả các thành viên của đối phương. Và sắt toàn đánh thường. Trông rất buồn cười nhưng mà nó vẫn có sát thương. Và mạng tiếp tục dành cho Choi à. Sát thương vật lý họ là chưa đủ để có thể ăn Baron. Và đây là Anyway bị lùa với 3 thành viên. 3 thành viên đánh bại Anyway chưa nằm xuống hay là sử dụng một cú đá quay chiến thuật để lùi về. Eri ra sử dụng cho mình, đó là tối kiên cường chắn được khá nhiều sát thương thì không cứu được người đồng đội và bỗng dừng xong chơi họ quăng cực mạnh và thi đấu này. Tốc biến bắn có được mã gục đến từ vị trí của Haru. Eri đang đứng số, dần đang càn vào với tần cá sấu của mình đang vô cùng lực ở đây. Một tình huống đặt mệnh là cực kỳ tuyệt vời đến từ vị trí của Jin. Baron được trừng phạt thành công bởi ai đây? Tôi vẫn chưa kịp nhìn. Jin đã lấy được thành công của Baron rồi và Baron dành cho những cái tình huống quăng liên tục đến từ cả hai đội. Và đây là Jinzo đứng tay đôi với cả Haru và Haru mặt bọc gáy chưa chết. Jinzo xong rồi đóng luôn mặt nạ vực thẳm cho nó cẩn thận. Okay, tình huống combo người bị chọn đây là Anyway. Ôi cả đoạt mệnh nữa nhưng bây giờ được né nhẹ đi bởi một cú sử dụng cái tối hậu thư khá đẹp. Jinzo có một tình huống sử dụng combo tối thượng là rất nhiều sát thương. Haru đang một máu quay trở về. Jinzo cũng đang cố gắng để xả sát thương từ phía sau. Jinzo chưa ai bị chạm vào cả khóa là chính xác được hai người và tốc chiến để thoát khỏi một tình huống. Tam bộ kiếm từ vị trí của Heaven quay ngược trở lại. Lại từ vị trí của Haru với lượng máu rất thấp nhưng anh ta nên về luôn thì hơn. Đáp một kiều thuộc về vị trí của chồng. Anyway mất đá luôn. Đây là mất rồi, đây rồi. Ô nhưng vẫn còn một tình huống sử dụng cái đồng hồ cát outplay là rất hay. Và cả cái công hợp tối thượng bắn ra cũng rất nhiều thành viên ở đây lại quá chính xác thêm một lần nữa. Bắt đầu băng vào đến từ chủ tịch Choi A. Chủ tịch Choi A bị láo choáng bốc hơi ngay lập tức. Phía bên kia bắn hồ cát đến từ vị trí của Jin. Jin vẫn còn sống, Anyway còn lại một chấm máu thôi. Xong Melu đang kéo, anh ta kéo được và có lẽ sẽ là nằm xuống đến từ vị trí của Anyway. Người chơi đi dừng đối phương lên bản được số đắp một cứu thuộc về vị trí của Heaven. Một cú đoạt mệnh được hồi lại kịp thời đến từ vị trí của Jin. Và bây giờ cái khả năng kiểm soát con rồng ngàn tuổi, ôi quá chính xác. Và anh ta hạ gục thành công được Heaven, có nghĩa là bây giờ mới chỉ hai người. Đánh nhau 7-7-4-9 nhập bắt đầu sẽ có chiến thắng cho các thành viên của Song Chôn Esports. Và Song Meru đang bị làm choáng ở đây rồi. Tuổi đã có một tình huống trải thảm nó không quá đẹp đến từ các thành viên của bên phía New King. Choi A chạm vào ai thì giống là tuổi cũng sẽ khè được thôi. Và có vẻ sẽ là một cái triple kill để kill Choi A. Không, anh ta bị kiệt sức lại. Và cái mạng dậy Eri che, Eri che. Eri che, có vẻ Eri sẽ là người lấy cái mạng này chăng. Triple kill để cho Choi A với 3 pha xì mũi liên tục từ dòng cả tuổi. Và sau 25 phút thi đấu thì chúng ta đã có đội chiến thắng trong cặp bóng bàn này, đó sẽ là Song Chôn Esports. Và như vậy là cái dự đoán của các phân tích viên, tất cả mọi người đều chính xác 100%, không ai tin rằng New King